các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người cái quyển sách vải dành cho bé, giúp cho bé học tương tác và nhận biết mọi thứ nó dễ dàng hơn. Cái này là bạn Sâu tên là anh Thư ha. Bạn Sâu bạn đi học mà cái được cô giáo có tặng cho bạn Sâu được cái quyển sách này. Thì bây giờ mình sẽ xem bên trong nó có gì rồi mình thử mình xem trước rồi lúc đó tới coi bạn Sâu bạn chơi như thế nào nha, tự cho bạn chơi như thế nào. Cái quyển sách vải này thì nó cũng an toàn. Trên đầu là người cà rốt nè, chắc là nhận biết màu nè, ví dụ như cam á thì bỏ vô cam nè, hồng bỏ vô hồng đó, như vậy. Tiếp tục nha, qua trang thứ hai nó như thế nào nữa. Dơ là có vết bẩn, sạch và dơ. Cúc áo màu đủ các màu hồng, cam, đỏ, xanh, như lá cây, vàng, xanh trời trời. Rồi tiếp tục. Cái này là cái gì đây mình cũng không biết nữa. Ở đây là cái con vật nè, dễ thương lắm nè. Khỉ thì ăn chuối nè, thỏ thì ăn cà rốt, mèo thì ăn cá, chó thì gặm xương. Rồi là những kiến thức cơ bản nhất về các con vật nè. Tiếp tục qua bên đây nha. Bên đây là trồng cây nè, tưới cây nè, thì ra là vậy. Cái này là mầm hả, còn đây là lá hả, lá tưới cây tưới mầm xong rồi mới ra lá đúng không. Rồi tiếp tục qua trang này có gì nữa không. Học đếm, một con vịt, hai con vịt, ba con vịt, bốn con vịt, năm vịt, tương ứng với năm ô này, năm cái túi này, bóc bỏ vô, thì ra đó là trên như vậy. Tiếp tục nha. Rồi máy bay nè, trực thăng nè, bay trực thăng thì bay lên cao nha. Xe ô tô nè, xe ô tô đi dưới đất thì đường bộ thì có đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng nè. Vịt này sao đây? Đây là có trứng nè, vịt đẻ trứng. Vịt đẻ trứng. Mình giả đến tình răng nè, bôi kem vô đánh răng nè. Bánh pizza, phơi đồ, kẹp đồ nè. Cái này là học màu nè. Học vừa học màu vừa học hình tam giác nè. Xong rồi, cuốn sách của cô giáo tặng cho bạn Sâu lúc bạn Sâu đi học. Bây giờ sẽ thử xem coi bạn Sâu khi mà bạn Sâu có được cái quyển sách này sẽ bạn Sâu thấy chơi như thế nào nha. Rồi. Gõ cửa hả? Sao? Con mèo ăn cái gì? Con mèo ăn cái gì? Con cho con mèo ăn cái gì kìa? Con để coi nó làm cái gì. Đúng rồi, cho Khỉ vô nhà đây. Rồi, cho Khỉ ăn gì?
mỗi cái ghét thì để ăn cái gì con? Quả gì? Quả gì con? Đúng rồi, để ăn cái gì? Quả đó quả gì? Sâu. Đúng rồi. Cái đó chứ gì sâu? Quả gì? Không có hỏi cái đó chứ gì? Quả gì? Cái đó quả gì? Quả chuối. Đúng rồi, quả chuối. Rồi. Con mèo ăn gì? Con mèo ăn gì? Con cá. Đúng rồi. Cho mèo ăn đi. Con cho mèo ăn cá đi. Vậy con thỏ ăn gì? Con thỏ ăn gì? Đánh răng cho bé đi. Con răng cho bé chưa? Chải tóc cho bé đi, cột tóc đi. Bỏ đi, cái tóc đâu có gì đâu. Thôi dẹp nha. Đánh răng đi rồi cho bé đi ngủ đi. Đánh răng đi, đánh là bé đâu. Rồi thôi con lấy gà đẻ trứng đi, vịt đẻ trứng đi. Gà đẻ trứng đâu? Không, đánh răng cái gà ở trước đó. Mà lại đi. Đó, đánh răng đi, chạy tóc đi, chạy tóc. Chạy tóc cái đi. Rồi đánh răng. Rồi kem đánh răng ra nữa, nếu mình chạy là đánh kem đánh răng ra nữa. Rồi xịt sao? Xịt. Rồi đúng rồi, giờ bây giờ cho em đánh răng. Wow. Hay vậy, đánh răng như vậy vậy. Rồi, cất vô, cất vô. Cất vô đi con. Rồi, xong rồi cho bé đi ngủ đi. Rồi, đi ngủ nha. Làm gì vậy? Rồi, lật qua cái khác đi. Lật qua cái khác, khác coi cái khác có gì không. Xíu tưới cây, tưới vô. Tưới đi con, tưới cây đi. Tưới vô. Nó nước đi con. Mới mọc được. Ngược rồi, cầm lại đàng hoàng chứ. Đúng rồi. Nó mới mọc mọc lên mầm hai lá. Mọc lên mầm hai lá nha. Mầm hai lá nha. Rồi. Ở kế bên nha, đúng rồi. Cái gì? Cái gì đó. Nó nhà mấy con thú mà. Bé nào? Nó nhà chuồng thú mà, chứ đâu phải nhà em bé đâu. Con cho thỏ vô đi, con cho thỏ vô chuồng đi. Thỏ đâu? Thỏ đâu? Rồi, rồi. Rồi. Lấy ra thỏ vô chuồng nha. Rồi, thỏ vô. Rồi, lật lại đó. Lật mặt thỏ lại. Lật mặt thỏ lại. Thỏ ăn gì? Cho thỏ ăn cái gì nè? Quả gì? Quả gì không? Quả gì? Thank you so much. It's been emotional.